Lê Thấm nhảy lầu tự tử, trước khi chết đã tiết lộ thân phận Dương Bình Sơn. Từ Yến suy sụp và đau khổ, từ khi biết được Lâm Khanh Khanh phản bội mình. Hướng Viên quyết đoán ra tay, chỉ dùng một chiêu đã khiến Lâm Khanh Khanh bị mọi người xa lánh, phải đề nghị từ chức, nhưng Hướng Viên lại không chịu chấp thuận đơn xin nghỉ việc của cô. Lâm Khanh Khanh phải nhờ Lý Tần giúp đỡ, không ngờ Lý Tần trở mặt, không chịu giúp cô ấy nữa. Lâm Khanh Khanh lúc này mới biết mình bị lợi dụng, trong cơn giận dữ quyết trả thù, trực tiếp truyền tải đoạn video riêng tư của Lý Tần khắp công ty. Thì ra Lý Tần sở dĩ ở Duy Lâm tác oai tác phúc là bởi vì cô đã yêu phó tổng giám đốc tập đoàn Dương Bình Sơn và sinh ra một đứa con trai. Ông xã Lý Tần biết được sự việc, trong cơn giận dữ anh ta đã được đăng lên mạng, mà Dương Bình Sơn vì bảo vệ sự nghiệp vu khống Lý Tần chủ động quyến rũ mình, dẫn đến việc Lý Tần bị bạo hành trên mạng, tinh thần hoàn toàn sụp đổ, nhảy thẳng từ tầng trên của công ty. Trước khi qua đời, Lý Tần tiết lộ thân phận thật của Dương Bình Sơn, đúng là cha ruột của Từ Yến. Thì ra Từ Mẫu cùng Dương Bình Sơn đã từng yêu nhau ở trường đại học, hai người là kim đồng ngọc nữ mà mọi người đều hâm mộ. Nhưng không ngờ tới Dương Bình Sơn vì tiền đồ trực tiếp vứt bỏ bà Từ, cưới thiên kim nhà giàu rồi vào nhà họ Dương. Sau khi bà Từ bị bỏ rơi, mới phát hiện mình mang thai, rơi vào đường cùng, bà Từ chỉ có thể tìm được cha đỡ của Từ Yến. Từ Yến lúc nghe xong trong nháy mắt sụp đổ, không thể chấp nhận mình là con trai của Dương Bình Sơn.